Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tây Bắc Chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong chương trình ngày hôm nay, phần tin sẽ phản ánh các hoạt động ý nghĩa, thiết thực tại các tỉnh trong khu vực tưởng nhớ công ơn sự hy sinh to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người. Tiếp đó, trong mục Kết nối và tinh hoa Tây Bắc sẽ có phóng sự Phú Thọ giúp người thu nhập thấp an cư lạc nghiệp và Tuyên Quang tự hào nơi Bắc Hồ đã ở và làm việc. Dự báo thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ khép lại chương trình. Ngay sau đây sẽ là phần tin. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Điện Biên, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cùng đoàn công tác đã dự lễ khánh thành đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và phát động chương trình mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội. Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ được xây dựng tại di tích đồi Ép thuộc di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ. Đền thờ được khởi công xây dựng ngày 13 tháng 3 năm 2021, đúng vào ngày diễn ra trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ 68 năm trước. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau, đồng thời đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân trong và ngoài nước, các cựu chiến binh, người có công với cách mạng và thân nhân các liệt sĩ khi đến với Điện Biên. Việc đầu tư xây dựng công trình còn từng bước góp phần thực hiện đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua. Sáng ngày 19 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã tổ chức lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đón cờ thi đua của Chính phủ và ra mắt câu lạc bộ dân ca Thái. Tại buổi lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già của dân tộc, lãnh tụ thiên tài và người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Cuộc đời 79 mùa xuân của Bác là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Buổi lễ đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tặng cờ thi đua cho đơn vị hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Cũng trong khuôn khổ lễ kỷ niệm đón cờ thi đua, Ủy ban Nhân dân xã Pham Mu, huyện Than Uyên ra mắt câu lạc bộ dân ca Thái, góp phần duy trì, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái trên địa bàn xã. Tối ngày 18 tháng 5, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai đã tổ chức chương trình Thanh niên nói chuyện về Bác Hồ và chương trình nghệ thuật nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại chương trình, các bạn đoàn viên thanh niên của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai đã được nghe những câu chuyện kỷ niệm của Bác Hồ với thanh niên Việt Nam. Qua đó, đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về tình cảm, sự quan tâm và kỳ vọng của Bác dành cho tỉnh, cho thế hệ thanh niên, những chủ nhân tương lai của đất nước. Bên cạnh đó là chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu. Chương trình được tổ chức nhằm góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tự hào, quyết tâm thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên của nhà trường. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang cũng triển khai nhiều giải pháp để đời sống của công nhân người lao động trên địa bàn tỉnh luôn được đảm bảo. Thời gian qua, các tổ chức chính trị xã hội, các cấp các ngành và các cấp công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang đang thực hiện nhiều biện pháp để bảo đảm cho mọi người lao động được làm việc trong môi trường an toàn và không ngừng được cải thiện, quán triệt tinh thần sức khỏe của con người là trên hết và trước hết. Cùng với đó là tăng cường hoạt động thương lượng, đối thoại tại nơi làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, chăm lo đời sống việc làm, thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc của người lao động tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Phú Thọ đã triển khai hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 của Chính phủ, giúp nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người thu nhập thấp ở đô thị có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi để có ngôi nhà ở khang trang, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Phú Thọ hiện đang cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người có thu nhập thấp ở đô thị vay vốn để mua, sửa chữa, xây mới nhà ở xã hội. Thì hiện nay là do nhà nước cho vay được ngôi nhà ở khang trang cho nên là các con, các cháu tôi nó cũng yên tâm đi làm. Mà vợ chồng tôi thì tuổi cao rồi, sức yếu rồi, bây giờ có chỗ ăn, chỗ ở đàng hoàng nên là cũng thấy thoải mái.
Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Phú Thọ đã đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát nhu cầu vay vốn và tích cực hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, tiến tới giải ngân. Đến nay, toàn tỉnh có trên 250 khách hàng vay vốn nhà ở xã hội với tổng dư nợ gần 80 tỷ đồng. Hiện tại thì theo cái những chương trình tín dụng trong nghị quyết 11 về cái chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch Covid thì chúng tôi đang triển khai là đẩy mạnh cái việc tuyên truyền và phổ biến rồi thì rà soát các đối tượng tại các khu công nghiệp, các khu dân cư, các đối tượng mà hưởng cái chế độ theo cái chương trình xã hội thì chúng tôi đã tập trung ở tuyên truyền rồi thì chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn để hỗ trợ kịp thời cho bà con. Mong muốn có nhà ở là nhu cầu chính đáng của mọi người dân. Tuy nhiên trong thời điểm thị trường bất động sản đang nóng sốt như hiện nay thì giấc mơ đó với người nghèo, người có thu nhập thấp không dễ thực hiện được. Vì vậy Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Phú Thọ cùng các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng có đủ điều kiện vay vốn được an cư lạc nghiệp, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thưa quý vị và các bạn, trong trang sử vẻ vang của dân tộc, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang luôn tự hào khi có nhiều trang sử được viết lên từ Tân Trào, thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến. Trên vùng đất này đã đang và mãi khắc ghi hình bóng của vị cha già kính yêu của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong những năm 1946-1947, các hoạt động của Bác Hồ và Trung ương Đảng Chính phủ ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã góp phần đưa cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn. Sơn Dương hôm nay đã trở thành địa chỉ đỏ để nhắc nhở về truyền thống, niềm vinh dự tự hào của vùng quê đã từng được đón Bác. Nơi đây đã có Bác Hồ về đến đây để là lo giữ gìn cuộc sống cho bà con nhân dân đất nước. Nên đến ngày nay thì cuộc sống được ấm no, được hạnh phúc cũng là phải nhờ có Bác. Ngày nay làm lên di tích này, tất cả cần mong làm sao làm nhiều điều tốt đẹp để cho Bác vui. Mà tự hào mình lại càng tự hào hơn là khi đất nước mình có Bác. Bảo tàng Tân Trào, nơi đang lưu giữ hàng trăm hiện vật tư liệu ảnh về những ngày Bác Hồ ở và làm việc tại Tuyên Quang, cũng là địa chỉ được nhiều người tìm đến. Bản thân mỗi cán bộ hướng dẫn thuyết minh, chúng tôi luôn trau dồi kiến thức để bổ sung cho cái công việc, công tác chuyên môn của mình. Và thứ hai nữa là tham gia cùng với các hoạt động của đơn vị, như là hàng năm chúng tôi tổ chức các cái buổi triển lãm về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tân Trào, cũng như là tham gia vào cái chương trình mà góp sức cùng học sinh nghèo vùng chiến khu đến trường. Thì những cái hoạt động này nó mang cái ý nghĩa hết sức là tích cực và cũng góp phần là tuyên truyền về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tân Trào, Tuyên Quang đã từng che chở cho các cơ quan đầu não của Trung ương Đảng, Bác Hồ cho cách mạng Việt Nam, và nơi đây mãi là vùng đất linh thiêng, in đậm hình bóng của vị cha già của dân tộc Hồ Chí Minh. Sơn Dương, Tuyên Quang, vùng đất chiến khu cách mạng này đã trở thành điểm du lịch lịch sử hấp dẫn, nơi hội tụ tình cảm và niềm tự hào của nhân dân cả nước với bạn bè quốc tế. Một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho lớp lớp thế hệ những người con đất Việt hôm nay và cả mai sau. Dự báo thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm 19 ngày 20 tháng 5 năm 2022. Tỉnh Lào Cai sáng nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ 21 đến 23 độ. Tỉnh Lai Châu sáng nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ. Tỉnh Điện Biên sáng nhiều mây, đêm về sáng có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Tỉnh Sơn La sáng nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, gió bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ. Tỉnh Yên Bái sáng nhiều mây, đêm về sáng có mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Tỉnh Hà Giang sáng nhiều mây, đêm về sáng có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ.
tỉnh Tuyên Quang sáng nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Tỉnh Phú Thọ sáng nhiều mây, trưa chiều nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.